Chào mừng em đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của Máy Đo Chuyên Dụng. Ngày hôm nay thì Xuân Đức sẽ mang tới cho anh em một dòng máy khoan bê tông Bosch GVH3-28DRE đang được bán rất chạy và được nhiều anh em thợ xây dựng tin dùng. Và máy khoan Bosch GVH3-28DRE là dòng máy với 3 chức năng: khoan xoay, khoan đục và khoan bê tông. Và bộ sản phẩm này được đánh giá là với nội dung giảm tới 10% và công suất khoan đục thì cao hơn các sản phẩm khác lên tới 20%. Vậy bộ sản phẩm này có thực sự mạnh mẽ như thế? Ngày hôm nay hãy cùng mình đập hộp và khám phá bộ sản phẩm này nhé. Vỏ hộp được mang màu xanh quen thuộc của thương hiệu Bosch, được làm bằng nhựa rất chắc chắn để bảo vệ cho các phụ kiện ở bên trong. Có tay cầm để giúp anh em dễ dàng di chuyển khi làm việc nhé. Và ở trên hộp còn có in logo của thương hiệu Bosch. Bên trong bộ sản phẩm này bao gồm có một thân máy khoan Bosch 3-28DRE, một tay cầm trợ lực cho anh em, phiếu bảo hành và sách hướng dẫn sử dụng, một tuýp mỡ để tra cho động cơ nhé, và một thước đo độ sâu. Máy khoan bê tông Bosch GVH3-28DRE là dòng máy khoan bê tông chuyên nghiệp với dòng chữ Heavy Duty. Sản phẩm này được sản xuất tại nhà máy Bosch ở Đức. Máy được bảo hành với thời gian lên tới 12 tháng và các sản phẩm chính hãng sẽ có đi kèm theo làm tem bảo hành và mã cào an ninh cho anh em nhé. Khi em mua các sản phẩm này tại maydochuyenduong.com, anh em sẽ được cam kết uy tín các sản phẩm chính hãng. Và khi kết quả bảo hành, anh em nhớ đi kèm với mã của đại lý THB Việt Nam để được giảm ngay 50.000 đồng trên mỗi bộ sản phẩm này nhé. Hiện tại thì bộ sản phẩm này đang được bán tại maydochuyenduong.com với mức giá là 5.700.000 đồng, mức giá rất vừa với túi tiền của anh em phải không nào? Bosch GVH3-28DRE mang một màu xanh với dòng chữ logo Bosch màu đỏ ở chính giữa quen thuộc. Máy được thiết kế theo hình dạng chữ L với rotor dọc sẽ giúp cho kích thước của máy được ngắn hơn. Và lớp vỏ nhựa bên ngoài được làm bằng nhựa rất chắc chắn, chống chịu va đập tốt, cách điện, chịu tải và chống bụi bẩn. Ở phần tay cầm thì được bọc cao su để chống trơn trượt và nút bấm ở ngay ở phía tay cầm để cho anh em dễ dàng thao tác nhé. Và các rãnh tản nhiệt được thiết kế ở xung quanh và đuôi máy để giúp tản nhiệt nhanh hơn và máy không bị nóng lên trong thời gian dài. Và máy được cấu tạo rất chắc chắn để giúp cho anh em phù hợp làm việc trong những môi trường chật hẹp. Các bộ phận trên máy thì được bố trí rất thuận tiện để cho anh em dễ dàng thao tác và thay đổi chế độ khi làm việc. Đầu tiên là nút bấm. Tiếp theo là nút đảo chiều để dễ dàng rút mũi khoan ra khi mà bị kẹt. Tiếp theo đó là núm vặn chế độ làm việc, khoan xoay, khoan đục và đục phá bê tông. Đầu cọc SDS Plus để dễ dàng thay tháo mũi khoan cho anh em nhé. Và sau đây anh em hãy cùng mình theo dõi bảng thông số kỹ thuật của máy khoan bê tông GVH3-28DRE này nhé. Công suất 800W, lực đập từ 0 đến 3,5J, tốc độ đập từ 0 đến 4.000 lần trên phút, tốc độ không tải từ 0 đến 900 vòng trên phút, đường kính khoan bê tông, mũi khoan búa từ 4 đến 28mm, đường kính khoan tối đa trên tường gạch, máy cắt lõi là 82mm, đường kính khoan tối đa trên kim loại là 13mm. Và sau đây sẽ là phần test máy mà được anh em mong chờ nhất trong video. Sau đây thì kỹ thuật viên bên mình sẽ test thử máy khoan bê tông Bosch GVH3-28DRE trên cục bê tông này nhé. Nhà em thấy đấy, máy khoan rất nhanh, dứt khoát mà không hề gặp một trở ngại gì. Xuân Đức cảm thấy máy khoan này còn làm việc êm,
không hề rung lắc nhiều như những máy khoan trước đây mà mình đã từng sử dụng. Anh em có thể dễ dàng thao tác, có tay cầm phụ để dễ dàng cầm nắm và khoan một cách chính xác nhất nhé. Tổng kết lại thì theo đánh giá của mình, máy khoan bê tông Boss GBH3-28DRE là ứng cử viên tốt nhất cho các anh em thợ xây dựng hay là trong các công trình yêu cầu máy phải làm việc mạnh mẽ, độ bền cao và khoan nhanh chóng. Và bộ sản phẩm này được bảo hành lên tới 12 tháng nên em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm nhé. Nếu em có bất cứ thắc mắc gì có thể comment xuống bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp tới hotline 0904 810 817 hoặc truy cập ngay vào website maynoichuyenduong.com để được tư vấn và đặt hàng trực tiếp. Xem xong video rồi, nhớ like, share và subscribe kênh YouTube để ủng hộ cho chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.